Rồi. Bây giờ mình sẽ mọi người chia sẻ lại xem tới giờ này mọi người còn có băn khoăn gì không, còn có vấn đề gì không, thì Hồng Trang chia sẻ trước đi. Băn khoăn về Trong cái cái phương khóa thiền pháp này, ạ. trong việc thực hành, nói bất cứ cái chuyện gì có liên quan. Em thấy em lúc thì cảm thấy vào lớp có cũng muốn vào lớp, xong cũng có lúc nghĩ đến chuyện vào lớp thấy sợ sợ không muốn vào. Đấy, cái động lực vào lớp nó cũng chưa cao. Thì em thấy nó chưa cao thì em nghĩ là nó sẽ không hiệu quả. Cái đoạn này thì cũng đang loay hoay, chưa biết làm nào để nó tăng lên một chút. Vậy em có thể cho biết là tại sao lại cảm thấy sợ sợ không? Em bị cái suy nghĩ là em sẽ không thực hành được thiền nha. Tức Bị là suy nghĩ là không thực hành được thiền đó hả? vâng. Ủa mà đây vào đây chơi không mà có gì đâu mà không thực. À, chơi Chưa không hiểu. cũng có mục tiêu mà. Cũng có mục Hả? tiêu thì cần, cũng có mục tiêu thì em nghĩ là ít nhất là phải hoàn thành cái mục tiêu, bởi vì cái mục tiêu này so với các khóa thiền khác là dễ hơn rất nhiều rồi. Nhưng Nhưng mà mà mục em tiêu ở đây không là gì, em biết không? là biết cách hành thiền đúng Không, cái không đó là chưa đúng. ạ? Đấy, mục Mục tiêu tiêu đây là tận là gì hưởng, hả? tận hưởng. Vẫn chưa, nói rõ hơn nữa. À, muốn làm gì thì làm, Vẫn chưa, nó chưa thể hiện được hết cái ý của nó. chưa thể hiện được hết à? Thế thì Mục thế tiêu là biết thì cách ngồi chơi. em hả? Có Biết cách ngồi chơi á? phải Thì không, đây là ngồi chơi không? Mục tiêu là biết cách ngồi chơi. biết cách ngồi chơi, Điều đó có nghĩa là gì? điều đó có nghĩa là em chưa biết cách chơi, chưa biết cách ngồi chơi. Thế em giải Đúng bảo em học rồi, đi. Cách là cách ngồi chơi có gì ngồi là căng thẳng ở đây không? chơi mà nghe căng thẳng nhỉ. Đúng rồi, nghe thì rất là hấp dẫn nha, nghe rất là hấp dẫn, nhưng mà cứ không thực hiện được là cứ có một cái áp lực sao ạ. Bây giờ em cứ chuyển được, có chuyển sang mục tiêu biết cách thiền và biết cách ngồi chơi đi cho nó dễ hiểu. Đúng rồi, cái cách ngồi chơi cũng hay hay Đã nhỉ. hả? Biết cách ngồi chơi nghe còn mấy bé nhỉ. Cách ngồi chơi để thôi ấy. Và trong thời thiền này là thời gian để mình ngồi chơi, mình biết cách ngồi chơi. Biết cách ngồi chơi Ok nghe cũng thư ha. giãn nghe. À, Nghe thì có còn căng thẳng nữa không? dạ thư Thời gian ha, giãn ok. Đặt mục tiêu nghĩa là cho nó nghe nó thư ạ. giãn. Ok, bây giờ sang bạn tiếp theo đây, bạn Yến Nhi thì sao? Dạ dạ em có câu hỏi là hôm bữa trước em có nghe thầy chia sẻ là khi mà mình muốn có được cái trạng thái mà flow á, thì giống như là mình phải được không có ấy, là mình được thông, giống như thông, giống như mình không có bị rào cản về tâm á, thì mình mới được trạng thái đó hả thầy? Nói chung đó, em cứ tập trung vào cái anh mới chia sẻ cho Hồng Trang á, là 2 tiếng này là 2 tiếng ngồi chơi của em, Không mà đơn giản thôi. Nếu em không ngồi chơi được thì vì sao? không ngồi chơi được có hả, thì do có những cái suy nghĩ gì đó hoặc những cái gì đó gợn lên, xong rồi cái mình quan sát nó rồi Nhưng mình mà suy nghĩ cùng với có thể nó. coi đó là việc chơi được không? Có thể coi đó là một trò chơi của mình được không? Dạ được. Thế thì có vấn đề gì ở đây? Chưa hiểu. Là thấy nó cũng mình sợ điều đó là sai đó thầy, tức là Đấy, lỡ khi thì em biết cái rào cản đây là cái gì chưa? là sợ sai. Đấy, sợ sai là một rào cản, nhưng mà tại sao lại sợ sai? Từ từ gì như hôm 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 trước em có thực hành á, thì em thấy em cũng quan sát mà sao em nghe thầy nhận xét là sai á,
Thì bây giờ gặp lại cái em thầy hỏi lại là vụ quan sát thì mình xem như trò chơi, thì đâu có gì đâu, thì em thấy Đúng nếu như vậy thì sao bữa trước sai thì hôm nay không sai là sao em chưa hiểu á thầy, em bị rối á. rồi. Thế hôm trước em có quan sát em xem như trò chơi không hay là nó một công việc? À là hai cái đó là mình không có phân biệt được cho nên nó bị sai á. Nhưng mà À em cũng chưa chưa rõ lắm là mình xem nó là công việc thì sao, mà mình quan sát nó như trò chơi thì sao. Nếu như quan sát như trò chơi thì mình thấy thoải mái, mình quan sát nó mình không có không 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 có không có căng thẳng, hoặc là mình không có thiệt, em chỉ cảm nhận được chỗ đó. Còn nếu như mình xem nó là công việc á là giống như mình ép mình phải quan sát nó, mình ép mình đúng phải quan sát nó như là rồi, mình. cái chỗ ép mình đó. Còn này là mình, nhưng mà em cũng chưa nhận rõ được cái hai cái chỗ đó, tại vì nó thuộc về bên trong á cho nên mình không có phân biệt ép làm sao, mà với lại mình ngồi mình chơi với nó mình quan sát làm sao á, nhiều khi cũng cũng bị. Ví dụ như em chỉ có ấn tượng nhất là giống bữa có cảm xúc khó chịu nhất nổi lên của mình á, thì cái đó là nó thể hiện rõ mình dễ mình không có làm gì được, giống như là mình bắt buộc mình phải ngồi mình phải nhìn nó vậy đó. Mình muốn hay không thì em cũng phải ngồi nhìn, em không thể nào làm khác. Thì em thấy cái đó thì em thấy là giống như là mình ngồi mình quan sát nó thôi, mình tự nhiên mình quan sát luôn á. Bây giờ Chớ anh hỏi em nha, bây giờ anh hỏi em nha, theo người chơi thì có cái đúng sai gì ở đây không? không Người chơi làm gì có đúng sai, mà khi có đúng sai thì có người chơi không? không À ngồi chơi thì mình thoải mái, ở ngồi mình chơi không thì mình, chịu. khi mình ngồi chơi mình có đặt vấn đề là đúng hay sai hay không, hay chỉ đơn giản là ngồi chơi thôi? Không, mình thấy nó vui, mình thích chơi gì mình chơi à. Thế còn khi mình lại đặt vấn đề ra là đúng thế nào, là đúng thế nào là sai, thì như vậy lúc đó mình có chơi không? Không, mình đang giống như lúc đó mình đang như thế nào đúng như thế nào sai là mình đang cảm thấy nó căng thẳng hơn á, giống như em. Đấy, em nắm được không? Cho nên là hai trong cái thời thời này mình gọi là thời thiền này là thời để mình chơi. Vấn đề là mình có chịu chơi hay không. Chưa chưa biết cách chơi thầy. Chơi là còn phải có cánh nữa. Nghĩa là không không có biết thả thả lỏng á, em tâm lý Là không biết cách chơi, tức là không biết chơi là như thế nào luôn đấy, con người của công việc nó nhiều quá rồi, cho nên là chơi không biết chơi sao. không, mà đúng thiệt nhiều khi em xem phim em cũng đâu có thấy thư giãn đâu, em mua sách cũng không thấy thư giãn, nói chung làm gì cũng không thấy thư giãn được hết á, hiếm lắm Cái đó là căng có. thẳng quá mức các em. Có nhưng mà lâu lâu thì cũng có bắt gặp trong cuộc sống, cũng có những khoảnh khắc chứ, có những khoảnh khắc tự nhiên thấy đam mê thấy vui, nhưng mà nó vô tình nó tới à. Dạ đúng rồi. Quan trọng nhất á, em phải là vào đây á, cái mà học ở đây chính là học học chơi ấy em. Con nít thì nó không là cần học chơi, nhưng người lớn là phải học chơi lại. Không dễ để chơi. Tại vì Mình làm quen rồi. em hay bị căng thẳng, nói chung em không ít khi thả lỏng được lắm, trừ khi có những cảm xúc nào nó lớn á là tự động, bây giờ muốn hay không thì nó cũng xuất hiện à. Đấy. Đây nè, vâng, nguyên tắc là em chơi thì mọi cái thứ đều có thể chơi, quan trọng là cách nhìn của mình về nó, mình có coi đó là chơi hay không, hay mình coi đó là một việc. Khi mình đặt vấn đề đó là một việc thì mình sẽ đặt vấn đề là việc đó đúng hay sai, làm như vậy đúng hay sai, đúng không? Tuy khi mình đặt vấn đề như vậy là đúng hay sai, lúc đó là nó biến thành việc rồi. Và như vậy là không còn là chơi nữa. Và tất nhiên là học cách chơi cũng là một cái cần phải học đó, không phải dễ đâu. Tại vì chúng ta lớn đó, chúng ta thường là con người của công việc nó quen rồi. Cho nên bây giờ trở lại chơi như con nít thì chơi không được. Không biết là sao để chơi luôn đó.
Nhưng mà lại chúng ta thường hay có vấn đề lại bên lúc này lại biến cái việc là chơi thành một công việc nữa, là chơi như thế nào cho nó đúng. Đấy, khổ thầy dạy đó. Ok rồi, cháu lại mình nó nắm được những cái đó thì mình biết cái mình cần phải hướng đến là cái gì. Quan trọng nhất chính là mình biết cách để chơi. Rồi bạn là Yến Nhi xong, bây giờ mình qua tiếp theo bạn Vi đi. Hiện giờ trong cái việc cái khóa này nè, giờ đây hiện giờ em đang có băn khoăn vướng mắc gì không, hay điều gì muốn hỏi, hay gì muốn làm rõ thêm không? Dạ có, Ừ. lúc mà em thực hành ở đây á, xong mấy bữa cuối cùng vừa rồi á, thì em nhận ra cái gì á, em cũng không nhớ rõ là nhận ra cái gì, hình như em nhận ra là giống như em khi mà giống như em có mặt hoàn toàn khi em làm cái việc đó, xong cái mà em áp xong cái em không phải em đem ra áp dụng mà giống như em thử đem ra áp dụng lúc em đi bộ á thầy, xong cái em áp dụng em thấy nó đã lắm. Giờ cái lúc mà tĩnh lặng nha, chứ còn nếu mà ai mà tác động vô thì nhiều lúc em quên. Cái lúc nó nhớ Dạ đúng rồi, lúc em nhớ, còn nếu mà bị cuốn đi là em sẽ không có nhớ gì nữa. đúng không? Chứ như em có tác ý Ừ, đúng rồi. chứ là em vào lại trạng thái mà kiểu như mình tập trung hoàn toàn gì đó. Trạng thái đó em biết được cái trạng thái đó kiểu gì á thì em vào được. Nhưng mà em sao em thấy em cũng hay bị cuốn lắm. Em ví dụ như em làm này làm kia hồi cái em sẽ quên hết. Và em ngoại trừ ví dụ cái khoảng thời gian này nè, đã có tác ý rõ ràng, biết là đây là khoảng thời gian mình chơi thì em rất là rõ ràng. Thời gian em đi bộ lại có một mình em mà em thấy nó. Còn giả sử như làm việc này nọ đồ thì em quên. Một thắc mắc, thắc thứ hai á, à cái thắc mắc đó nó liên quan đến câu hỏi của em là làm sao để em ứng dụng cái trạng thái này vào trong toàn bộ cuộc sống. Em kiểu vậy á, nghĩ có thể là mình chưa mình mới có một hai ngày mình ở mình tập à, sao mình thì em nghĩ chắc em phải giống như là em phải chơi này nhiều hơn á, em phải dạ, em nghĩ như vậy. Rồi một thắc mắc thứ hai là tự nhiên hồi nãy thầy nói với bạn Yến Nhi thì em nghĩ đến cái là em đang có ý muốn áp dụng vào công việc. Làm sao em có nghĩ là công việc mà giống như trong cái trạng thái mình chơi chơi công việc đó thì em chưa có, em mới có nảy sinh ra hồi nãy à, em chưa có biết là phải bắt đầu từ đâu, chưa nghiệm gì hết. Cái thứ mắc đó là trước trước khi học cái thiền chơi này thì em thấy trước đó là thiền soi gương, thì em thấy cái thiền chơi này em không có bị áp lực, nhưng mà cái thiền soi em thấy em bị áp lực. Em thấy là giống như là mình phải bị tìm phải tập trung cao độ để mà rơi vào cái trạng thái soi gương đó, còn nếu không rất là áp lực. Còn cái này thì em thấy không có bị áp lực hết. À với lại em không có biết liên kết sao, từ tại vì thầy nói là cái này là cái cấp độ sâu của cái thiền soi gương thì em vẫn chưa link được là từ thiền soi gương rồi nó có liên kết gì với cái này. Thì mà thầy bắt đầu chuyển qua dạy thiền này. Rồi bạn Vi có ba vấn đề đúng không? Hình như là buổi trước là Vi không tham dự đúng không? Dạ bữa trước em Đúng mệt. rồi, trước mệt không tham dự cho nên nó chưa được chia sẻ. À Ok, bây giờ là mình sẽ từ vấn đề thứ ba trước. Là buổi trước có chia sẻ đó, là cái mục tiêu của cái khóa thiền 3 tháng này là gì? Yeah. Thì mục tiêu của khóa thiền 3 tháng này á là để giúp cho mọi người trải nghiệm thiền và biết cách thực hành thiền nha. Tại vì á, hiện giờ thì mọi người nói về thiền rất là nhiều, nhưng mà thực sự mà nói khi thực hành thiền thì thực hành nó bị sai. Cái dấu hiệu thực hành sai trong thiền đó thì dấu hiệu là bị căng thẳng. Ví dụ như Vi đó là thực hành thiền soi gương mà bị căng thẳng đó, là thực hành thiền sai chứ không phải đâu đúng không? Thì vấn đề ở đây á, là gì? Mọi người sẽ thực hành cái thiền này, quan trọng nhất chính là học cách là thực hành thiền này. Thì thiền đúng là gì? Là mình phải có cảm giác tận hưởng.
thì mình gọi là chơi đi. Đấy, dạy cho dễ hiểu đúng không ạ? Là mình phải cảm giác chơi. À, chơi như chơi đánh chơi, chơi không phải vô trách nhiệm giống như mình chơi game á, mình phải chiến thắng nó đúng không? Khi mình chơi game là mình sẽ tập trung nỗ lực để đạt được nó, chứ không phải là mình chơi cho nên mình không thèm quan tâm đến cái kết quả. Đó, thì ở đây đó mình học cách chơi, thì từ cái thiền này là đúng của nó á, thì là gọi là tận hưởng. Thì khi em tận hưởng rồi thì em mới lòng trở lại cái thiền soi gương á, thì khi mình thực hành thiền soi gương phải có cái nền tảng là tận hưởng thì nó mới đúng. Em hiểu không? Cho nên mình học cái tận hưởng này, rồi từ cái tận hưởng này á, mình em sẽ đưa trở lại cái thiền soi gương. Thì đưa lại thiền soi gương thì em phải đưa cái tận hưởng này vào trong quá trình thực hành thiền soi gương. Yeah. Nắm được không? Yeah. Ờ, thì lúc đó mới thực sự là mình đang thực hành thiền soi gương. Yeah. Rồi mình lại trở lại, ví dụ cái thiền mà ngồi mà hướng dẫn mọi người bắt đầu Vipassana mà để hai tay chạm nhau này nè. Yeah. Thì cũng vậy, khi mình thực hành cái thiền đó là mình phải có cảm giác tận hưởng giống như là ngồi hai tiếng tận hưởng ở đây. Tức là mình hiểu nôm na tận hưởng này là cái nền tảng, đây mới là thiền, còn kia là những hình thức khác nhau của cái thiền này. Ha, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ chỗ dễ nhất và chúng ta nâng cái độ khó dần lên. Là đầu tiên là chúng ta có thể tận hưởng được trong cái điều kiện là mình có thể tự do hoạt động cử động chân tay, làm được gì mình muốn. À, sau đó mình sẽ có lên cái khó hơn là chúng ta có thể ngồi không làm gì cả trong cả toàn bộ thời thiền và mình vẫn có cảm giác tận hưởng như là đang chơi. Rồi cao hơn nữa là mình thực hành thiền mà ngồi đó, ngồi và để hai tay chạm nhau này mà trong toàn bộ thời đó mà cũng có cảm giác đang chơi. Đó, tức là cái chúng ta học cách là học cách làm sao để chúng ta làm đưa cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, tận hưởng vào trong công việc. Những công việc bình thường chúng ta làm chúng ta sẽ bị căng thẳng. Thế giờ chúng ta sẽ học cách là làm trong sự thư giãn, dễ chịu và tận hưởng. Thì cái việc đầu tiên chúng ta học chính là học sự tận hưởng. Đây là cái cốt lõi đầu tiên. Nắm được không? Thì trước giờ hướng dẫn cho mọi người các kỹ thuật thiền, nhưng mà các bạn thực hành các bạn sẽ thấy là mình không có được sự thư giãn tận hưởng đúng không? Có sự căng thẳng nhất định. Thì cho nên mình đến cái phần này là hướng dẫn cho mọi người cái thật sự, cái đúng trong thiền là cái gì? Đó chính là sự thư giãn tận hưởng. Để rồi chúng ta bắt đầu nắm được cái sự thư giãn tận hưởng, chúng ta bắt đầu đi nâng cấp lên theo các mức độ khác nhau. Nha. Trên nền tảng của thư giãn tận hưởng là không thay đổi, còn những hình thức bên ngoài nó thay đổi. Đấy. Nhưng việc đầu tiên là chúng ta phải học được cách thư giãn tận hưởng trong giờ phút này trước đã. Bạn Vi hiểu không? Dạ, yeah, em hiểu rồi. Đó, cho nên là học thư giãn tận hưởng đây, sau đó lại quay ngược lên cái thiền soi gương, mình học ngược lại thiền soi gương, và lúc này mình lại soi gương và trong sự thư giãn tận hưởng. Hay quá ha. Đó là trả lời câu thứ ba. Yeah. Còn là câu thứ nhất, thì cái của em á là em đã biết cách đưa cái ứng dụng này vào trong cuộc sống ở những cái khoảng thời gian, ví dụ như em đi bộ một mình đúng không? Nhưng mà em hay bị quên. Hoặc là trong một người quen thì có một cách này để cho em nắm được này, để cho hỗ trợ em này, là cái việc mình mà bị quên là chuyện bình thường, không có gì lạ ha. Để mình gia tăng cái việc nhớ thì một là mình tăng cường cái tập thực hành thiền theo cái thời khóa như thế này. Tức là các buổi này nếu có điều kiện thì đừng có bỏ buổi nào hết, thì mình cứ tập nhiều. Nó giống như tạo cho mình thêm một cái chớn ở trong lòng mình á, giúp cho mình ít quên hơn. Đó là một nha. Và nếu mình càng nhiều cái thời thiền như này càng tốt, càng nhiều càng tốt. Mình càng nhiều thì nó càng cái chấn nó càng mạnh, mình càng ít quên. Nắm được không? Yeah. Nói chung mình làm cái gì nhiều thì mình sẽ nhớ cái đó dễ. Đó. Cái thứ hai, đây là cái thứ nhất, là em hãy tăng cường cái đầu tiên, các thời thiền này thì cố gắng là thực hành đầy đủ. Hai á, là mình thêm, nếu mình có thể bố trí được thời gian, thêm cái thời mình tự ngồi, mình biết cách rồi, tự mình dành thời gian để mình thực hành. Đúng không ạ? Và một cái nữa là em có thể lên kế hoạch cho mình. Ví dụ buổi sáng em lên một kế hoạch là tại vì em để ý là em bị quên đúng không? Yeah. Nên em bây giờ phải sử dụng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật nhắc nhớ.
Chiến thuật nhắc nhở nghĩa là gì? Nghĩa là đang quên nó nhắc cho em nhớ lại. Khi em nhớ lại thì em sẽ trở lại với nó, đúng không? Trở lại với nó một chút, mình đã quên thì mình lại nhắc nhớ. Thì mình có thể chia khoảng ra, ví dụ một tiếng nhắc một lần, hoặc là nửa tiếng nhắc một lần, đã tùy nha. Tức là mình hiện giờ có công cụ là cái điện thoại nó báo thức, đúng không? Em có thể cài cái điện thoại nó báo thức cho em là cứ một tiếng nhắc một lần, khi nó reo cái đó là mình nhớ lại cái việc thực hành. Em hiểu không? Hiểu. Thế thì em cứ thực hành cái đó một thời gian, tự nhiên em sẽ thấy là cái việc nhớ của em đã tăng lên rất là nhanh. Đó, đó là cái cài thời gian nhắc nhớ. Có thể ban đầu á là nếu có điều kiện thì cài thời gian nó hơi dày một chút, ví dụ như là 30 phút một lần. Sau đó thời gian á, là cái nhớ của em nó tăng lên rồi, em có thể giãn ra là một tiếng một lần, sau đó giãn ra 2 tiếng một lần, 3 tiếng một lần, cứ giãn dần ra. Làm sao mà khi chuông reo thì mình vẫn đang thực hành, tức là ok. Nhưng mà giai đoạn đầu thì mình chưa nhớ được nhiều đâu, cho nên là em có thể cài, nhưng còn tùy thuộc vào cái điều kiện của mình nữa. Nhưng mà tối thiểu thì lên cài ít nhất là 1 tiếng một lần. Thì em có quên thì quên trong phạm vi 1 tiếng đó thôi, rồi nó sẽ nhắc em nhớ lại. Thì như vậy cái khoảng, cái thời gian nhớ của em nó sẽ gia tăng lên. Và em cứ thực hành như vậy đều đặn một thời gian thì em sẽ thấy là em sẽ nhớ nhiều hơn trước rất là nhanh. Như vậy có 2 cái biện pháp để giúp em gia tăng cái việc nhớ ra lên. Một là những buổi thời thiền này tăng cường nó thêm. Hai là cài đặt cái chuông báo để nhắc cho mình nhớ lại việc thực hành. Ok chưa? Đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái thứ hai là gì? Anh quên mất tiêu rồi. Cái thứ nhất, thứ ba xong, còn cái thứ hai. Để ứng dụng như công việc. Em chưa biết cách ứng dụng vào công việc như thế nào, đúng không? Thì bây giờ này nè, em cứ thử tìm cách ứng dụng xem có khó khăn hay không. Tức là giống như là mình chơi game á, đầu tiên mình đánh thua rồi mình lại đánh lại, đánh cho chừng nào thắng thì thôi. Hiểu không? Thì như vậy mình chưa biết cách ứng dụng nào thì mình cứ tìm cách mà ứng dụng. Là chưa được lần sau lại tìm cách lại, cứ tìm cho đến khi tìm ra được cách. Thì ở đây á, trước mắt là em ứng dụng trong công việc là những công việc mang tính chân tay, còn những công việc mà nó đòi hỏi đến động não suy nghĩ thì chưa ứng dụng được nha. Vì nó là một kỹ thuật cao cấp hơn, ở đây mình mới là trong phạm vi về hành động chân tay thôi. Còn là khi mà mình phải nói chuyện này, động não suy nghĩ lên, thì cái kỹ thuật này là em chưa đủ để mà ứng dụng được đâu. Nó có kỹ thuật riêng nha. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ kỹ thuật này rồi sẽ dần lên, tăng dần lên. Nhưng mà kỹ thuật đó thì nó ở trong thiền Việt Nam. Thì chỉ tới cái đó, còn cái kia chân tay thì được. Cái chân tay thì tìm cách được. Chân tay thì đây, trong phòng này là chân tay. Còn mà lên mà trong khi giao tiếp nói chuyện và trong khi suy nghĩ là đó là đặc quyền của thiền Việt Nam. Dạ, rồi. Nhưng mà em cứ cố gắng tìm kiếm cũng được, không sao. Cái nguyên tắc của mình cứ tự tìm nhá. Nhiều khi mình tìm ra được á, nó vẫn có cái cách mà, cho nên là tìm nó sẽ dễ ra. Em sẽ tìm trước. Đúng rồi, cứ tìm, cứ đó là tìm kiếm đi nha. Ok ha. Rồi, đó là 3 vấn đề của Vi. Rồi bạn chị Nguyệt đi. Chị Nguyệt có vấn đề gì cần làm rõ học hỏi thêm không? Hay là cái gì chia sẻ? Chị Nguyệt thì chắc có thêm đặc biệt nữa, thêm chia sẻ. Em thì tại vì nãy giờ nghe 3 bạn hỏi hay quá mà em cũng đối chiếu những cái trải nghiệm của em với các bạn, thì em thấy ra được như thế này là hầu hết các buổi tập với thầy thì em rất tận hưởng. thậm chí không, tức là nó đến mức mà nó thành một cái cơ chế tự động ở bên trong mình ấy, là cái buổi học là gần như mình sẽ ưu tiên để cho cố gắng sắp xếp công việc để không có bị mất cái thời gian này. Tại vì thầy gần Tết nhiều khi là nó cũng có những cái việc đột xuất hoặc là khách rồi này nọ, nhưng mà bằng cách nào đấy thì em thấy là cũng dẹp ra để cho mình được trải nghiệm cái giờ này, trừ khi những cái quá bất khả kháng thôi ạ. Thì cái đấy là cái mà em thấy nó thành một cơ chế tự động ấy. Tại vì nếu như mà mình chán hết rồi, nếu mà mình không tận hưởng á, thì mình sẽ tìm hết lý do này lý do kia để không học nữa ngay. Đúng rồi. Chừng nào mọi người mà vẫn còn chui vào đây học, mặc dù là có thể vẫn cứ lâu lâu vẫn chưa biết cách làm đúng, nhưng mà vẫn cứ đến giờ chui vào đây học,
thì em nghĩ chắc chắn là mọi người cũng đang đi đang lên trên cái con đường tận hưởng như vậy ạ. Tức là mọi người thấy thú vị, mọi người thấy thích, mọi người mới vào. Để cận Tết rồi đúng không ạ? Bao nhiêu thứ. Nhưng mà em thấy cái đấy là cái, tại vì em so sánh nãy giờ mọi người chia sẻ và cái của em thì em thấy như vậy. Cái thứ hai thì em thấy là ngay từ hôm thiền soi gương á, thì em đã thấy lại ứng dụng cái đấy vào trong những công việc tay chân của em rồi. Và càng ngày càng em có điều kiện hơn ấy, là bởi vì nhiều khi em ở nhà hoặc là em có nhiều thời gian để làm công việc nội trợ hay chăm sóc con hay là làm những cái việc của mình ấy. Ví dụ như ngày hôm nay em cũng cũng tự động dọn nhà chẳng hạn, thì em thấy em cũng dọn một cách rất tận hưởng. Như bình thường á là mình sẽ theo cái kiểu làm em vẫn là người là gọn gàng và ngăn nắp nhá, em vẫn là người làm việc rất là đâu ra đấy nhá, nhưng mà nó vẫn có một cái là nhanh cho nó xong chứ còn như này mệt lắm, kiểu vậy. Nhưng mà dạo này và đặc biệt là ngày hôm nay em cũng thấy là em làm với một cái sự rất là tận hưởng, thoải mái, bao lâu cũng được, mà dọn dẹp xong mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp. Và không kiểu như là cảm thấy nếu mà không có ai hỗ trợ mình, không có bà giúp việc cũng không sao cả, cũng rất là ổn. Thì cái đấy là cái em thấy là em ứng dụng được ở trong các công việc tay chân, những cái công việc giống như thầy nói, việc nhà, những cái việc chăm sóc bản thân mình, chăm sóc, đó là nói chung là hoàn toàn tay chân đi. Em rất là không bị như trước nữa. Một cái thứ ba nữa là em thấy, tuy nhiên em nghĩ là mình vẫn ứng dụng được những cái này vào trong một số thứ trong công việc của mình đấy ạ, chứ không phải là không ạ. Và em thấy là cái khả năng tự chủ của em nó tốt hơn. Đối diện với những cái thứ khó chịu của thầy mà trước đây mình sẽ ứng ngay, và ấy thì em thấy là em đã tự chủ được tốt hơn rất là nhiều ạ. Và thậm chí là không có phản ứng giống như ngày trước nữa luôn. Là em thấy như vậy. Đấy, thì tất nhiên là em vẫn mong được vào học lớp thiền Việt Nam hơn. Nhưng mà nhá, thực sự là em thấy là yêu trong thiền này, rồi cái lớp tiêu dùng hôm bữa này, tự dưng ấy nó thả trở thành một cái quán tính, không biết là Nhi hay là Trang có giống chị không, nhưng mà tự dưng đi mua đồ, tại vì gần Tết thì cũng phải đi mua đồ này, tự dưng ấy, hoặc là quan sát người khác mua đồ này, thì là mình sẽ giống như là mình kết nối lại cái kiến thức mình học được ấy. Cái mà ấy, để xem là cái này là mình đang như vậy có ok hay không, là mình có đang bị mua vì stress, mua vì để thích này, hay là mình mua thực sự đúng này, thì cái đó nó vui lắm này, nó cũng là một kiểu thiền luôn thầy, tại vì cũng thưởng trong cái việc mà quan sát mọi người, cũng quan sát chính mình trong cái việc mua hàng luôn ạ. Đấy, chị Nguyệt coi như là có lẽ người nhận được nhiều lợi ích nhất khi tham dự khóa học này nhỉ. Vâng ạ, em cảm ơn thầy, em thấy vậy. Tại vì cái sự khát khao của chị Nguyệt nó cao, khát khao càng nhiều thì kết quả nhận được nó càng lớn. Thế cả thầy biết không, em nghe thầy xong cuối cùng là em thấy thầy Viễn Minh nói y chang thầy. buổi tối lâu lâu em hay có một cái thói quen là khi em ngủ á thầy, em hay nghe pháp của thầy Viễn Minh. Em rất là hay nghe, và gần đây em thấy là em thấy thầy Viễn Minh nói chuyện với thầy y chang nhau á, tức là em thấy là tại vì hôm bữa thầy giảng một cái bài về Vipassana đúng không ạ? Là tưởng này và thiền thì không phải là để nhằm một cái mục đích gì cả, nếu mà nhằm mục đích thì là không có đúng, thì tất cả những cái thứ thầy chia sẻ như vậy là y chang thầy Viễn Minh luôn. Tức là sau đó là em nghe lại là nó y như vậy luôn thầy. Nghe khoái quá trời luôn. Dễ hiểu hơn rất là nhiều á. Vâng, ok rồi. Chị Nguyệt xong, bây giờ có một bạn mà từ đầu khóa giờ cũng ít xuất hiện nhưng mà còn rất nhiệt tình theo dõi. Không cần phải hiện mặt ra nhé, bạn Duyên có thể chia sẻ cái bạn hiện giờ đang có vấn đề gì bạn muốn hỏi không, muốn thắc mắc hay muốn làm rõ về không. Dạ, nhà em đang có tiệc hơi ồn ạ. Cũng hơi ồn ha. Có để hôm khác ít ồn hơn thì hỏi ha. Sẽ dành cho em một cái buổi hỏi riêng. Hôm nào mà nhà ít ồn ha. Dạ. Ok, rồi bây giờ còn bạn Thảo, bạn Tuấn, nhưng mà sẽ để học bây giờ chúng ta sẽ hỏi là hai bạn bên ngoài này trước, sau đó quay lại với bạn Thảo và bạn Tuấn nha. Ở đây bạn Tâm trước đi.
Tâm em còn có điều gì muốn hỏi, muốn thắc mắc gì không? Hay là muốn chia sẻ? Trong cái khóa sẻ này. Dạ. Ok. Thì nói chung em đi học, tại vì em đã biết trước thời lượng này kia hết trơn rồi. Thì em cứ vậy em làm thôi. Đó. Nhưng mà lúc nãy em thấy dù nó là không mục đích đi, nhưng mà không phải không đạt được gì nha. Ví dụ như hồi đó em làm việc á, là em phải nghe nhạc cơ. Đó là cũng đeo tai nghe hết. Nhưng mà lấy học này xong á, thì tự nhiên em không cần nghe nhạc. Không cần nghe nhạc nữa đúng không? Không cần nghe nhạc, không cần gì hết. Mà em rất tập trung, nhưng mà lúc mà em đọc tài liệu rất khó nha. Là những kiến thức toán, rồi kiến thức rất là khó. Mà em không thích là đã. Em không nghĩ, nó đã rồi mà em về kể cho bánh mà nó chắc tại con không đi làm phiền mẹ. Mà em không thích đã. Nên cái cảm giác của mình đó, dù mình nghiên cứu rất là khó, nhưng mà mình rất là sướng luôn á. Đó rất là sướng, mà không cần một cái chút nhạt nhẽo gì nữa chứ. Đó. Với lại đại khái em cảm thấy cái hành động của em á, nó không có ngại, nó không còn cái sự ngại nữa, mà nó cũng không cần lý do. Em thấy em không cần lý do, đương nhiên không phải là toàn bộ tất cả các việc, nhưng mà em đọc tập việc nó được mở rộng ra, không cần phải ngại ngùng, cũng không cần phải có một lý do, ý nghĩa gì để làm hết trơn. Đó là cái hai cái đó. Nhưng mà em thấy ngay buổi chiều này em có một cái câu hỏi mà cũng lạ lắm nha. Tức là ba của em á, nói những cái điều gì đó mà em thấy than khổ với em á, và em cảm thấy khó chịu. Thì lúc trên đường đi tự nhiên không biết sao em lại nhớ cái game của nó chơi đó. Là ví dụ như mình đi tới cái bản đồ đi, mình sẽ gặp những con gọi là con NPC, tức là những con boss. Cái con đó nó cứ đứng ở cửa đó, là mình đi vô cái nó chào lại thì Thảo ơi, Thảo nói to lên đi, không nghe thấy em chia sẻ. Lên trên đây ngồi nói chia sẻ. Dạ gần đây cũng cho mình đang ngồi hẳn ở đối diện ra đây luôn, ngồi lại cho mọi người nhìn cho dễ thấy, tiếng nói nó rõ ràng hơn. Là dạo này cũng cho mình thoải mái ra, ăn muốn chơi thì ăn thì chơi, ăn muốn không muốn chơi nữa thì tự nhiên muốn quay về làm việc thì cho quay về làm việc. Thì thấy cũng không phải là bị mất kiểm soát như là mình sợ lúc trước, nhưng mà cũng có một số lúc cũng thấy nổi lên một cái băn khoăn là liệu nó có bị lạc mục tiêu không. Tại vì ví dụ như bữa em thả ra xong, cái ban đầu là em dự định là em sẽ làm một cái việc đó, ví dụ đi tới tiệm photo đi lấy sách photo về,
Nhưng mà sau đó em đi giữa chừng cái em không muốn đi nữa. Cái em bắt đầu thì không muốn nữa thì không đi, đi chơi vòng vòng chơi, sẽ đi vòng vòng chơi. Đi vòng vòng chơi một hồi, cái lúc đó cũng hơi nổi lên một cái suy nghĩ hơi sợ sợ là có khi nào lúc mà mình thả ra như vậy là mình quên mất cái mình sẽ cần phải làm cái gì đó không? Cái rồi thì lúc đó là đi muốn đi muốn chạy vòng vòng, xong rồi muốn đi ăn rồi đi uống, cho mình những phát sinh muốn khác. Xong rồi tới lúc trên đường về thì tự nhiên là muốn quẹo qua đó lấy photoshop. Thì đó thì nói chung là em cũng cảm thấy là ở chỗ đó cũng chưa rõ các bạn là làm sao để mà giữ được là việc mình cần làm những cái dự định á, với cái việc mà mình thả ra như vậy để đảm bảo là mình vẫn đảm bảo đúng những cái việc mục tiêu mà mình đã nhớ. Đó là cái em cũng đang thắc mắc chỗ đó đúng không? Ok, rồi em về chỗ. Ở đây là chúng ta có 3 trường hợp là vận dụng cái bài tập này vào thực tế. Thứ nhất là bạn Vi, thứ hai là chị Nguyệt, và ba là bạn Thảo. Thì ở đây vừa rồi bạn Thảo chia sẻ một cái vận dụng của bạn Thảo. Thì ở đây nó nói nè, là bạn Vi là vận dụng khác bạn Thảo. Bạn Thảo vận dụng khác bạn Vi, nhưng mà cách vận dụng bạn Vi thì nó đúng hơn. Và một người nữa là chị Nguyệt. Cho nên Thảo có thể tham khảo hay là chị Nguyệt và bạn Vi nhé. Xem là bạn Vi đã vận dụng như thế nào vào cuộc sống như nào, chị Nguyệt đã vận dụng như cuộc sống như nào, và khác gì so với cái vận dụng của em nhé. Cái đó hỏi riêng bên ngoài. Rồi khi nào có câu trả lời nên chia sẻ. Còn cũng là vận dụng, nhưng mà cách vận dụng như nào nó cũng rất là quan trọng. Vận dụng đúng cách thì sẽ đem lại giá trị, vận dụng sai cách tất nhiên nó sẽ đem lại những cái không có lợi ích. Thì việc em băn khoăn là đúng, tại vì cái vận dụng của em thì nó vận dụng sai cách. Nhưng mà sai ở đây á không có nghĩa là nên bỏ nó, vì dù sao nó vẫn tốt hơn là cái trước đây, em hiểu không? Tức là khi em vận dụng vào này nó sẽ tốt hơn trước đây, nhưng nó chưa đạt được cái tốt như là bạn Vi và chị mình vận dụng. Tức là mình sẽ tìm một cách vận dụng nào đó tốt hơn nữa, và khi em hiểu cách vận dụng của bạn Vi của chị mình rồi á thì em sẽ hết băn khoăn. Nhá, để mình có thực tế rồi thôi, học hỏi lẫn nhau đi cho nó dễ. Cái đó là hỏi riêng ở ngoài nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại. Đây là bạn Tuấn trước đi, bạn Tuấn chia sẻ. Bạn Tuấn chia sẻ xem là cái tới giờ này ha, thì bạn còn có điều gì muốn hỏi, có điều gì băn khoăn thắc mắc hay là chưa rõ cái chỗ nào trong cái việc mà tập luyện này, thì bạn Tuấn chia sẻ ha. Hoặc là nếu bạn có điều gì vui bạn muốn chia sẻ cũng được. Thì cái mục tiêu ban đầu của em là chỉ muốn tìm hiểu xem thiền nó là gì và cách thực hành nó đúng. Thì thông qua quá trình thực hành gần 2 tháng vừa qua thì em cũng có tiếp thu được cái cách vận dụng, và em thấy là cái hiệu quả nó áp dụng vào trong cuộc sống khá tốt. Em cái tập trung công việc nó tốt hơn. Ngày trước lúc trước thì khi mà mình tập trung vào một công việc nào nhiều quá thì đôi khi là mình hay có những cái cảm xúc. Khi mà mình bị cứ nhiễu loạn bên ngoài vào, mình hay bị cáu giận. Nhưng mà cái thời gian gần đây thì là mình có kiểm soát cái cảm xúc cáu giận nó không còn nổi lên nhiều nữa. Trường hợp bạn Tuấn cũng hay á, tức là cái mà mục tiêu của bạn nó hoàn toàn trùng khớp với cái mục tiêu của khóa tuần này. Vừa trước á, thì tôi chia sẻ không có bạn Tuấn, bạn Thảo không có, thì ở đây chia sẻ lại cho mọi người nắm được là cái mục tiêu của khóa tuần này là gì. Ở đây chúng ta đang tham dự khóa tuần là 3 tháng đúng không ạ? Khóa tuần Vipassana với thầy Hà Giang là 3 tháng. Thì vậy thì mục tiêu của khóa tuần này là gì? Nó chính là giúp cho các bạn, một là trải nghiệm thiền. Nhiều người chưa từng thiền bao giờ thì vào đây là mình trải nghiệm, có một cái trải nghiệm về thiền đó. Và cái thứ hai là biết cách thực hành thiền ở cấp độ căn bản, biết cách thực hành thiền ở cấp độ, đúng hơn gọi là cấp độ nền tảng, như vậy nó chuẩn hơn. Biết cách thực hành thiền ở cấp độ nền tảng, tại vì hiện giờ nhiều người nói về thiền nhưng họ không biết cách thực hành thiền, và khi họ thực hành thiền thì họ rất là căng thẳng, họ ức chế. Họ cảm giác rất là không happy. Đó là bởi vì là thực hành sai. Còn khi mình thực hành đúng thì nó sẽ không phải là như vậy, mà nó đem lại cho mình
một cái cảm giác mà tận hưởng, nếu một cảm giác thư giãn, à, nói vậy á, mình thư giãn, nhưng mà thư giãn trong khi mình vẫn hoạt động, chứ không phải thư giãn mà cách ra mình đang nằm ra đó mình thả mình thư giãn, mà thư giãn trong khi mình đang hoạt động về thân thể. Đó, thì đây á là cái nắm được cái cách thức thư giãn trong hoạt động này, thì đó chính là mình nắm được cái kỹ thuật thiền nền tảng. Tại sao nền tảng? Bởi vì đây là cái căn bản mà đã nói về thiền là mình phải được vào trong trạng thái này. Rồi, sau từ cái trạng thái này là trạng thái mà mình được tự do nha, tự do trong hoạt động. Rồi sau đó, sau khi mình đã có được, ví dụ trong 2 tiếng đồng hồ, mình hoàn toàn có được trải nghiệm thư giãn trong này. Là hồi nãy như bạn Trang tôi chia sẻ đó, giống như mình chơi 2 tiếng ở đây, mình chơi giống như con nít nó chơi đó, nó rất là vui đúng không? À, thì mình 2 tiếng đó mình chơi được, tức là mình đã nắm được cái cách thiền nền tảng. Thì từ đó mình bắt đầu mình nâng cấp lên, là bắt đầu mình thu hẹp cái phạm vi tự do của mình lại. Ví dụ như là thay mình được tự do làm việc, bây giờ mình thu lại là mình ngồi thôi và mình không làm gì hết, và mình cũng đạt được cái sự tận hưởng y chang như là mình ngồi mình làm việc. Các bạn nắm được không ạ? Rồi mới ngồi xong rồi mình nâng cấp lên, ví dụ mình thực hành cái thiền soi gương đó. À, thì mình thực hành thiền soi gương và mình cũng có sự tận hưởng y như là mình chơi như vậy. À, cao hơn nữa là mình ngồi thiền mà để 2 tay chạm nhau như thế này, à, trong toàn bộ thời thiền, và mình vẫn có cảm giác như là mình đang chơi. Đó, tức là cái cảm giác đang chơi, cái sự tận hưởng đó là cái nền tảng, cái đó mới gọi là thiền. Rồi từ đó mình sẽ đưa mình vào trong những giới hạn càng ngày càng nhỏ lại, nhưng mình vẫn có được sự tận hưởng trong những khoảng thời gian đó, trong những cái bối cảnh đó. Thì đó là cái việc mình nâng cấp cái level của mình lên. Nhưng cái đầu tiên á là mình phải biết được cách là tận hưởng trong 2 tiếng, và biết cách gọi là sống với việc mà chơi trong 2 tiếng. Cái này con biết nó làm dễ lắm, nhưng với người lớn chúng ta thì chúng ta cần phải học. Thì khóa thiền này chính là giúp cho mọi người biết được điều đó. Khi mà với khóa thiền này, sau khi mình đã biết cách đó rồi thì mình có thể tự thực hành được, và sau đó là mình sẽ nâng cấp dần lên ha. Thì có những cái và cái khóa tiếp theo để hỗ trợ các bạn những cái bài tập để nâng cấp đấy ha, để chia sẻ lại các bạn cái buổi trước mà chia sẻ mà bạn Thảo với bạn Tuấn không tham dự lên không nghe, thì tôi chia sẻ lại. Thì cái mục tiêu của bạn Tuấn á là trải nghiệm thiền và biết cách thiền, thì nó hoàn toàn trùng khớp với cái mục tiêu của khóa học. À, có điều cái thiền đây là mình ở mức độ giới hạn rộng nhất, tức là mình tự do, cái sự tự do mình là cao nhất, tức là mình có thể ngồi, có thể làm bất cứ điều gì. À, mà 2 tiếng mà làm được như vậy cũng không phải là dễ. Nhiều bạn tới giờ này vẫn chưa nắm được, vẫn chưa làm được. À, ok, rồi bây giờ chúng ta đến bạn Thảo đi. À, dạ. Em có điều gì em cần làm rõ, cần hiểu hỏi thêm, hay là khúc mắc, hay là chia sẻ cũng được nhé. Thật ra chắc để em chia sẻ trong quá trình chia sẻ có câu hỏi nó sẽ ra tự nhiên, tại vì mấy câu mà muốn hỏi các bạn cũng hỏi hết rồi. Dạ, thì em có mấy cái gọi là mà em thấy em có được sau cho tới thời điểm này. Thì đầu tiên là em thấy cái nhìn của em về thiền nó khác đi rất là nhiều. Thật ra là hồi trước em cũng có một cái duyên lên đại khái là lên núi với cả công ty trong khoảng một tháng. Thì trong một tháng đó là cũng gặp một thầy, thì thầy đi theo kiểu hơi ậm, theo kiểu mật tông á, nên là sáng thì cứ tập luyện thân thể này kia, xong rồi thiền, ngày thiền nhiều lắm. Nhưng mà cái hồi đấy kiểu hồi đấy là em nghĩ là thiền là bằng hành động, tức là em hiểu thiền tức là mình ngồi im một chỗ, mình nhắm mắt, thì mình lại hiểu thiền là hành động đó, chứ mình không hiểu được thiền nó là cái trạng thái tận hưởng. Cho nên khi mình ngồi như vậy á mà mình chưa cảm thấy tận hưởng thì đâm ra mình cảm thấy mình không phù hợp với thiền. Nên có một khoảng thời gian em đã nghĩ là em là đứa không thể nào ngồi thiền được, tức là cái phương pháp thiền, cái phương pháp không phù hợp với em, bởi vì em hiểu nhầm thiền là cái hành động. Đó, thì khi mà vào đây thì trong những buổi đầu á, khi mà thầy với chị đang có chia sẻ là thiền nó không phải nằm ở cái hành động mình ngồi nhắm mắt, mà nó là một cái trạng thái. Trong cái buổi đầu tiên thầy nói về cái Dhyana, đúng rồi, thực ra thiền là trạng thái, thì lúc đó cái tâm thế mình nó thay đổi
nó thay đổi khác nhiều lắm thầy. Tại vì nếu mình hiểu thiền là một trạng thái thì cái việc mà mình chưa đạt được sự tận hưởng là do mình làm sai. Thì nếu mình làm sai thì mình tìm cách mình làm lại. Chứ lúc đấy mình không ghét nó nữa. Ta không phải lúc đấy mình không nghĩ là mình không hợp với nó nữa. Thì mình cứ đi tìm cách để làm thì tự dưng lại mình lại làm được. Và mình thật sự là mình có thấy tận hưởng khi mà mình tìm được cách á, thì mình lại thấy rất là tận hưởng. Thì đấy thì đấy là cái đầu tiên mà em hiểu được, em thấy nó thay đổi khá là nhiều cái góc nhìn của em về thiền. Còn ý thứ hai là vận dụng vào cuộc sống á, thì em thấy là em nhạy hơn với cả những cái cảm xúc và suy nghĩ của mình khá là nhiều. Thật ra lúc trước là cũng nhạy rồi, tại vì có một thời gian học cùng chị Liên là cũng đã phải viết cảm nhận khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ cảm giác cái độ nhạy nó tăng lên, tức là mình nhìn ra những cái đấy nó sớm hơn á. Mình gọi tên nó cũng nhanh hơn nhiều luôn đó. Ví dụ như là ngay chiều nay khi mà mình trong một khóa học, thầy gọi mình lên mình làm không tốt lắm, thì ngay lập tức tại cái giây phút đấy là mình nhìn thấy ngay là mình đang đổ lỗi và đang gọi là đang hơi trách móc và chửi rủa bản thân chút xíu đó. Mình thấy ngay lập tức cái suy nghĩ đấy là mình tự thấy là mình tự thấy cái suy nghĩ bên trong mình là tại sao mày lại làm như thế, tại sao lại làm không tốt, có việc đó thôi mà cũng không làm được, thì mình nhìn thấy cái đấy rất là nhanh. Còn sau khi nhìn thấy nó rồi mà làm thế nào đi sâu hơn nữa thì cái đấy chắc là sẽ phải đi sâu hơn với cả thiền Việt Nam. Chứ còn em nghĩ là trong cái khuôn khổ của khóa này thì em thấy là riêng cái việc nó làm cho mình nhạy hơn, với cả trong công việc tập trung hơn, tập trung khả năng tập trung của em tăng khá là đáng kể á. Ngày xưa là em rất là khó để tập trung. Định của em thấp lắm, nhưng mà bây giờ cảm giác nó tăng lên khá là nhiều. Thì đó thì đấy là một số cái mà em có trải nghiệm được. Cái trường hợp của bạn Thảo hồi nãy chia sẻ, thực ra cái đó là quan tâm đó, tức là nhận biết được suy nghĩ của mình á, nhận biết được cái nhận định của mình, đó là quan tâm á. Quan tâm là nhận biết tâm đó. Thì nói chung là trường hợp bạn Thảo là cũng có nhiều cái lợi ích đó, tức là nó vượt ngoài cái mục tiêu của khóa học mang tới. Thực ra cái khóa này có nhiều bạn vượt ngoài cái mục tiêu của khóa học mang tới, tức là nó đem lại lợi ích trong cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ là trải nghiệm thiền ở đây và biết được cách thiền, đúng không ạ? Thực ra khi chúng ta thực hành thiền đây rồi thì nó cũng đem lại lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống rất là nhiều. Thì ở đây là mình có một cái trải nghiệm nó rất là rõ ràng. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta mới quay lại cái buổi tập ngày hôm nay nha. Thì hôm nay á là cũng như các bạn, để các bạn nắm được là chúng ta học cách làm sao tận hưởng trọn vẹn trong 200 toàn bộ thời thiền đây. Thì tôi sẽ giúp cho các bạn một cái luật như thế này. Thì khi thực hành cái luật này thì giúp chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc đạt được cái mục tiêu này. Và bây giờ chúng ta bài tập hôm nay thì các bạn sẽ là như thế này nha. Là các bạn sẽ ngồi không. Ngồi không là ngồi không làm gì á. Nha. Tiêu chí chúng ta là ngồi và không làm gì. Và chúng ta có thể ngồi dựa tường các bạn nha. Dựa tường, dựa ghế cho mình thả ra thoải mái, thư giãn, không bắt buộc phải một cái tư thế gò bó. Nha, mình được tự do, mình có thể lên giường, mình ngồi, mình dựa lưng, chỉ có điều không được nằm thôi. Nằm là không nha. Đó, ngồi. Và mình có thể xoay qua xoay lại tự do. Nhưng không có đứng dậy nha. Không có đứng dậy đi làm gì hết. Đó, thì chúng ta sẽ ngồi không, rồi các bạn sẽ ngồi không cho đến khi nào các bạn không muốn ngồi không nữa thì các bạn muốn làm gì các bạn cứ làm. Các bạn hiểu không? Các bạn nắm được không ạ? Là các bạn sẽ ngồi không cho đến khi nào các bạn không muốn ngồi không nữa. Các bạn nắm được không? Nha. Khi nào mình không muốn ngồi không nữa, không muốn tiếp tục cái việc ngồi đó nữa, đúng không? Và mình muốn làm gì đó thì mình lúc này mình làm. Nhưng tất nhiên cái việc mình làm đây cũng nằm trong cái giới hạn của bài tập này nha. Tức là mình sẽ không lên mạng nè, đúng không ạ? Rồi không có đọc sách, viết cái gì hết. Và chúng ta cũng không tranh thủ đem công việc ở bên ngoài vào đây, đúng không ạ? Đó, ở đây là chúng ta đơn giản là chúng ta làm cái việc để mà sao? Đây người không, nó mình không muốn làm nữa, không muốn ngồi không nữa, mình muốn làm cái khác. Thì mình làm vậy thôi. Còn làm việc gì cũng được, cứ tùy các bạn. Nhưng mà tất nhiên nó liên quan làm việc chân tay. Các bạn nắm được không ạ? Đừng có ép mình quá nha. Tức là không nên vội, tức là nhiều bạn chẳng hạn mình ngồi không, mình không ngồi không, mình đi làm ngay thì cái đó nó chưa, mà mình cứ ngồi không đi, nó chưa có gây cho mình cái nhu cầu làm việc khác thì mình cứ ngồi nha. Ngồi được bao nhiêu ngồi,
À, nhưng khi nào mình cảm thấy mình không muốn ngồi nữa, đúng không? Thì mình đi làm cái khác, mình làm đơn giản vậy thôi. Thì các bạn hiểu cái việc khác các bạn làm đây để các bạn khỏi phải ngồi. Các bạn nắm được không ạ? Đấy nha, để các bạn trải nghiệm cái bài tập nó là như vậy. Ok, các bạn có điều gì cần hỏi trước khi vào bài tập này không? Em hỏi xíu ạ. Thế mình ví dụ như mình ngồi mình làm thơ hay là mình hát hò gì đấy thì tính là ngồi không hay là tính là làm một việc gì đó rồi ạ? À, cái đó làm rồi đó. Làm rồi đúng không? Dạ dạ. Ừ, cái đó là mình làm đó, mình có việc mình làm đó. Ở đây mình ngồi không mà không làm gì hết. Còn nếu ví dụ như nè, mình đang ngồi đúng không? Thế trong đầu mình tự nó bật lên một bài thơ do mình tạo ra thì đó là nó là đâu phải do mình chú ý đâu. Tức là nó tự lên thì nó là chuyện của nó, không phải chuyện của mình, thì nó vẫn nằm trong người không. Tất nhiên khi nó lên xong mình nhận ra là nãy giờ nó đang lên chẳng hạn thì mình trở lại cho người không. Và nếu nó muốn tiếp thì mình cũng tiếp, không có sao. Nha, nói chung không có vấn đề gì hết. Còn tóm lại là mình không có mượn cái việc đó để tránh được người không thôi. Còn nếu mà cái đó nó tự động lên thì cũng không có vấn đề gì. Và nhiều khi mình đang ngồi á, ngồi mình ngao ngao hát cũng được, không sao. Nhưng đây là một cái gì đó nó ở trong nó tuôn ra một cách tự nhiên thì đúng. Còn nếu mình cố ý làm cái việc đó để quên cái việc nói không thì đó là sai. Tức là mình sẽ không làm những việc gì đó để quên cái việc nói không. Việc của mình nói không là việc này, nói không là mình luôn nhớ, đúng không ạ? Mình luôn làm việc nói không cho đến khi nào mình không muốn nói không nữa thì mình muốn làm gì đó mình đi làm. À, nắm được không ạ? Ok ha. Rồi. Thế thì có bạn nào còn hỏi gì thêm nữa không? Rồi, không có bạn nào hỏi thì chúng ta bắt đầu buổi tập hôm nay nha. Ok. Thank you.